Ngày 15 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý, Hội Đủ Duyên Lành, Ban Từ Thiện, Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại hai điểm thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đoàn Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang do Đại Đức Thích Tuệ Giải, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh, Phó ban Từ thiện Xã hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn, hướng dẫn các Phật tử chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tiếp đoàn có ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cùng các cán bộ Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh. Dịch Covid-19 lại một lần nữa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của đồng bào nước ta. Với truyền thống lá lành đùm lá rách, tinh thần từ bi của người con Phật, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay góp sức chia sẻ phần nào khó khăn của người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn đã đến hai điểm là Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh và ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình. Tại đây, Đại Đức Thích Tuệ Giải cùng đoàn Phật tử chùa Phật Quang tỉnh Kiên Giang đã thay mặt nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân tặng 200 suất quà cho bà con, gồm 2 tấn gạo, 200 thùng mì và 200 lít nước mắm đến 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hy vọng với món quà nhỏ này sẽ giúp đỡ được đồng bào vượt qua mùa dịch đầy khó khăn này. Món quà đến với mỗi hộ dân tuy không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của những bàn tay đang xây dựng cuộc đời xinh đẹp, của những trái tim yêu thương và sẻ chia. Tại buổi trao quà, ông Trần Hoàng Duyên đã thay mặt Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu gửi lời tri ân sâu sắc đến Đại Đức Thích Tuệ Giải cùng đoàn từ thiện tỉnh Kiên Giang, chúc đoàn được nhiều sức khỏe để tiếp tục các công tác thiện nguyện, hỗ trợ giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn để mọi người có được tâm an lạc, cuộc sống thêm vui, thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.